Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi đến chương trình iGroup. Con này sẽ khởi đầu dự án nó sẽ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 1 tháng 3 luôn các bạn. Mình tìm link phần link để tham gia dự án, mình link phần link tìm mô tả bấm nút vào để chat chatbot. Rồi, các bạn lướt cấp trai nha các bạn. 86888 860. Mở thẻ cặp trà này dễ. Rồi, các bạn đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group của nó nè. Một kênh. Rồi join vào kênh channel của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn website của nó nè. Các bạn vô đây mà coi website của nó các bạn. Vì mình đang làm video nên máy nè, rồi bấm reset. Click. Vâng. Rồi các bạn click follow Twitter và Twitch. Copy đường link profile. Rồi các bạn vào các bạn. Các bạn follow và tài quyết là ngay không ạ? Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình có động lực mình tìm những cái kèo iGroup. Mình tìm nguồn uy tín cho các bạn không ạ? Rồi các bạn theo dõi đó nè. Đầu con này 4.155 người theo dõi. Rồi các bạn like nó, bài 2 bài nè. Có iGroup nữa nè. Follow theo Facebook, Instagram. Rồi các bạn like nó vài bài nha các bạn. Rồi mình test nó trang chủ dự án nữa nè các bạn. Test lại đi. Test lại 2 bài đi các bạn cho chắc ăn các bạn. Các bạn thoát ra nha các bạn. Theo bộ profile lên. Rồi các bạn mở theo Word mình ra. Các bạn vào một trang cá nhân nè, các bạn vào một hồ sơ nè, các bạn chỉ mua ba dấu gạch nè, bấm chia sẻ nè, các bạn sao chép nè, rồi các bạn thoát ra nè, các bạn vào link Telegram nè, bát này follow theo nó kêu nem hay gì này chứ nem. Rồi bắt đường link luôn các bạn, chưa phải nem ạ. Rồi các bạn gửi cho nó các bạn. Rồi các bạn Facebook, các bạn like và đưa like nó. Rồi bấm fan like và gỡ nó ra, đưa quay về từ nhà gỡ cái bộ profile link của mình nha các bạn. Làm iGroup này rất dễ các bạn nha. Nhu cầu gì mình làm đấy, là nó trả tập cần cho mình. Rồi các bạn like nha các bạn. Comment không ta? Để mình coi trang chủ dán chúng các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn mở Facebook của mình lên nha các bạn. Bạn vào trang cá nhân của mình nè. Bạn vào mục khác nè. Bạn sao chép đến trang cá nhân nè. Rồi các bạn chạy ra, các bạn chạy về Telegram. Các bạn bắt vào các bạn. Gửi cho bot. Rồi các bạn gửi các bạn.
Instagram, rồi ghi là cái username, rồi các bạn vào phải các bạn này, nó kêu gửi link phải, bắt đầu file link. Rồi các bạn vào Telegram nè, like nó các bạn, gọi là username qua cộng đầu tiên. Các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn vào trang cá nhân của mình nè. Đây mình mở app đi các bạn, mở app đi. Mở app lấy username các bạn. Mở app Instagram lên nè. Username là Ngọc 0329931577 ở cộng đầu tiên. Rồi mở Telegram lên Ngọc. Ở cộng đầu tiên các bạn, thêm ở cộng các bạn. Ngọc 0329931577 0329931577 các bạn nút gửi các bạn. Rồi các bạn lấy địa chỉ với gian GC 20 vào các bạn. Qua chúc qua liệt MetaMask đến tới càng nền tảng GC 20 các bạn. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Đừng coi ETH. Các bạn sao chép các bạn. Bạn gọi lên chút các bạn. Rồi các bạn kiểm tra ví đầu đuôi nha các bạn. Rồi bạn gỡ. Rồi như vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mình nhận được 80 tốc cần ORC giá khoảng 20 đô nha các bạn. Bạn bấm vào balance để nhận tốc cần các bạn. Info các bạn lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.